Chào các bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô tóc màu vàng. Tiếp theo kem mình sẽ tô màu hồng. Màu cam. Một đỏ. Quả cherry màu đỏ. Phần đèn máy mình sẽ tô màu xanh. Một tím. Một xanh non. Một xanh này. Tay áo mình tô màu cam. Bên trong này tô màu đỏ tươi. Phần này mình sẽ tô màu hồng đậm. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.